Hello, xin chào anh em, chào mừng mọi người quay trở lại với Dom Series ha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một dự án có tên là State App, hay có cái mã token đó là FitFi hay là FitFi gì đấy. Thì FitFi này là viết tắt của chữ là Fitness Finance ha. Thì dự án này anh em nhìn qua anh em cũng biết á, đó là một dự án theo cái trend đang rất là hot ở thời điểm hiện tại, đó là Move to Earn hay là đi bộ, chạy bộ để kiếm tiền. Thì có là nhiều bạn ha đã nhắn tin riêng với mình để nhờ mình xem qua cái con FitFi này. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cái dự án này ha, xem thì nó có gì là nổi bật, và dự án này nếu mà chúng ta đem đi so sánh với lại con hàng Move to Earn dẫn đầu thị trường đó là GMT thì nó sẽ có được những cái đặc điểm như thế nào ha. Rồi, ok, thì trước khi mà đi vào chi tiết video thì bạn nào chưa đăng ký kênh YouTube của mình cũng như là chưa tham gia vào channel trên Telegram thì các bạn nhớ là ấn nút đăng ký kênh và ấn chọn vào đường link mình để bên dưới phần mô tả video để tham gia vào channel này ha, để không bỏ lỡ những cập nhật mới nhất từ mình. Rồi, ok, thì đầu tiên á, là chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu về dự án này. Thì loại đó chính là loại Move to Earn ha. Thì anh em vào cái trang chủ là Step App, anh em cũng thấy trang chủ này đang thể hiện một cái video là một nhân vật hoạt hình ha, đang chạy bộ, và cái điểm nổi bật đó chính là cái đôi giày. Thì đôi giày này cũng là một cái NFT mà tượng trưng cho những dự án về Move to Earn. Thì khi mà chúng ta muốn đi bộ hay là chạy bộ để kiếm tiền thì chúng ta phải có được những cái đôi giày NFT này trong game. Bên GMT như vậy, và bên FitFi Step App thì nó cũng tương tự thôi. Rồi, ok, thì đặc điểm nổi bật của cái dự án FitFi này nó có gì hay, thì ở đây mình sẽ có ba cái điểm mình chỉ ra để cho anh em nắm. Đầu tiên á, thì cái dự án này ngoài cái việc là anh em có thể đi bộ, chạy bộ hay là di chuyển ha, move để kiếm tiền, thì nó còn tích hợp thêm được nhiều những cái tính năng khác, như là nó có thể có cơ chế chơi game, rồi sau này có thể phát triển thêm những cái tính năng khác ở trong một cái dự án, chứ không đơn thuần là một cái app để dành riêng cho việc đi bộ, chạy bộ thôi. Thì đó là những gì mà nhà phát triển dự án họ đưa ra ha. Rồi tiếp theo là nó có cái SDK riêng. Thì cái SDK này nó sẽ giúp cho những bên thứ ba nào mà muốn phát triển những cái dự án riêng của họ, thì họ có thể là dựa vào cái SDK này để phát triển dựa theo công nghệ của Step App này ha. Thì đó là có thể tích hợp được bên thứ ba, và từ đó thì nó có thể mở rộng ra cái mô hình này. Và cái cuối cùng á, đó là bên Step App này, ở trong light paper của họ thì họ có đề cập tới việc là sẽ có thể hợp tác với những brand lớn ở trong thị trường thể thao để đưa cái việc mà đi bộ để kiếm tiền đến gần với lại những cái user ở ngoài cuộc sống thực tế hơn, chứ không chỉ dừng lại ở những user ở trong mảng crypto này. Rồi, thì đó là ba cái điểm nổi bật về cái dự án FitFi này mà mình lấy từ cái light paper của dự án ra để cho anh em xem. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lại phần thứ hai, đó là về phần how to play, tức là cái cơ chế để chúng ta kiếm tiền được với lại dự án này nó sẽ như thế nào ha. Thì cái cơ chế kiếm tiền đó, nó cũng sẽ chia làm hai cái hình thức, đó là đầu tiên là anh em sẽ có thể là đi bộ, chạy bộ để kiếm tiền, đó là cái dĩ nhiên rồi. Và cái thứ hai đó là anh em có thể kiếm tiền từ NFT, thì nó cũng tương tự như là bên dự án GMT ha, là mình có thể sở hữu những cái NFT để mình kiếm tiền, mà sau này thì mình có thể mua đi bán lại NFT đó để lấy lời ha. Thì với cái cơ chế là mình chơi để mình kiếm tiền, thì đầu tiên là anh em cần phải mua được những cái phụ kiện ở trong trò chơi, ở trong cái app này, để mà mình có thể bắt đầu mình đi bộ, chạy bộ kiếm tiền, như là sneaker nè, là những cái đôi giày nè, hay là những cái skin ở trong game, hay là character, là nhân vật trong game. Thì cái này á, nó sẽ có một cái hay là anh em có thể mua bằng crypto, hoặc là anh em mua bằng thẻ tín dụng cũng được. Rồi tiếp theo là anh em cần phải có token ha, của dự án, để mà chúng ta đem đi staking và chúng ta sẽ có thể chơi, và bạn có thể là thi đấu ha, chạy bộ. Ví dụ như là chúng ta có thể rủ bạn bè chúng ta chạy bộ với nhau, và chúng ta có thể tạo ra một cái pool để trao phần thưởng cho người giành chiến thắng. Và khi mà chúng ta tạo ra những cái cuộc thi như vậy á, thì cái phí sẽ là 2,5%.
Thì cái này mình đánh giá là một cái tính năng rất là hay. Thay vì á là các bạn tập thể dục thể thao một mình ha, chúng ta đi bộ chạy bộ một mình, thì các bạn có thể hoàn toàn là ứng dụng cái tính năng gaming của nó vào, tức là mình có thể rủ những cái người chơi khác ha, cùng nhau bạn bè hay là người thân gia đình chúng ta tham gia chơi, tham gia chạy đua, và chúng ta có thể là giành chiến thắng mà cũng như là kiếm được cái token trong game, từ đó là có thể bán được bằng tiền ha. Thì cũng đó là một cái rất là hay để khuyến khích và tạo thêm cái niềm vui dành cho mọi người khi mà chúng ta tập thể dục. Rồi ngoài ra thì dự án còn sẽ có thể trong tương lai mở rộng thêm cái tính năng tournament để dành cho các bạn có thể tham gia vào những cái cuộc thi đấu, và nó quy mô sẽ là trên toàn thế giới, toàn bộ những người chơi của cái dự án Step Up này. Rồi thì cái cơ chế nó chỉ có như vậy thôi. Còn về NFT thì như mình đã nói rồi ha, thì chúng ta có thể mua bán NFT trên chợ rồi mình kiếm lấy lời. Và cái phí mà chúng ta mua bán sẽ là 2,5%. Ví dụ như là một NFT bạn mua bán với lại cái mức là 1.000 đô đi, thì cái phí của chợ bên dự án thì sẽ lấy 2,5%, tức là 25 đô. Rồi thì trước khi mà đi vào phần thứ 3, đó là về token use case, thì mình muốn lưu ý với mọi người một cái rất là quan trọng, đó là hồi nãy giờ những cái cơ chế chơi rồi thị trường NFT mọi thứ ở trong game như thế nào á, thì đều là những cái dự định đưa ra của bên Step Up thôi, còn họ vẫn chưa chính thức ra mắt cái app này ha. Thì đó là một cái sự khác biệt rất là lớn giữa dự án này với lại dự án mình đã review trước đó trên kênh của mình rồi, đó là dự án Step N GMT. Đây dự án này thì anh em thấy là bên Step N thì lúc mà mình làm video và lúc mà nó vừa ra mắt ở trên Binance á thì mọi thứ đã sẵn sàng rồi, và anh em xem video anh em có thể vào anh em mua giày, anh em tiến hành chạy bộ và kiếm được tiền luôn. Còn đối với lại Step Up này thì mặc dù họ đã ra token đã được list sàn mọi thứ rồi, thì một lát thì mình sẽ nói về cái phần token này, nhưng mà cái app này vẫn chưa ra mắt ha. Thì anh em có thể vào trang chủ anh em xem qua cái app, thì giao diện dự kiến của nó sẽ là như thế này đó. Rồi những đôi giày NFT nó sẽ có thiết kế như thế này ha. Rồi này là giao diện của chúng ta khi mà chúng ta chạy bộ hay là đi bộ, những cái thông số. Thì bạn nào mà muốn đăng ký để có thể là những người trải nghiệm đầu tiên của app á, thì các bạn có thể vào cái link là step.app/thăng rồi chữ form ha. Thì anh em nhập email vào để khi mà họ chính thức ra mắt cái app này á, thì anh em có thể vào anh em test. Còn mọi thứ hiện tại á, thì chỉ là ở trên giấy thôi, vẫn chưa có thể test được thật sự là những cái tính năng này nó hoạt động như thế nào ha. Thì cái đó anh em nhớ lưu ý cho mình. Rồi tiếp theo thì về cái phần token use case của dự án á, thì cũng tương tự những dự án play to earn hay là move to earn khác, đó là dự án này sẽ có hai token chính. Đầu tiên là token chủ đạo governance của dự án, đó là đồng FitFi ha. Đây là đồng này, và đồng này đã được list ở một số những cái sàn lớn như là sàn OKX hay là sàn Huobi ha, và một số sàn nhỏ hơn như là sàn Gate hoặc là sàn MaxC. Thì phần token này một lát mình sẽ nói tới cái đồng này. Và cái đồng thứ hai đó là đồng Calor, là viết tắt của KCAL. Thì hai cái đồng này nó sẽ có những cái ứng dụng như thế này. Thì hồi nãy mình có chia sẻ với anh em là anh em có thể stack cái đồng FitFi này để mà mình có thể tham gia vào những cái cuộc thi chạy với lại bạn bè, người thân, hoặc là mình tham gia những cuộc thi chạy nè, hoặc là anh em có thể đem đi stacking và được chia sẻ lại cái phí giao dịch của cả một cái hệ sinh thái của Step Up. Và mình có thể sử dụng cái đồng FitFi này để mà đem đi stack và nhận được cái sự giảm giá khi mà anh em mua bán giày ở trên chợ NFT của dự án. Rồi cái đồng Calor này thì sẽ được dùng để khi mà anh em tạo ra những cái đôi giày ha, sneaker là nó viết tắt của chữ sneak này á, hoặc là anh em bảo trì những cái đôi giày này thì sử dụng cái đồng Calor này. Và dĩ nhiên là khi mà anh em sử dụng giày để anh em đi bộ hoặc là chạy bộ để kiếm tiền á, thì cái phần thưởng được nhận về cũng là cái đồng Calor này ha. Thì nó cũng không có nhiều khác biệt so với lại những cái dự án Mutual khác, là có hai token, một cái là Governance đem đi stacking các thứ, một cái là dùng để làm phần thưởng khi mà đi bộ, và sẽ được dùng để mua bán rồi nâng cấp giày dép tất cả các thứ gì đấy. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với lại phần thứ tư, đó là về phần tokenomics cũng như là thông tin về token sale của dự án. Thì dự án FitFi này được bán ở trên nền tảng Launchpad cũng rất là nổi tiếng và uy tín, đó là DAO Maker ha. Rồi dự án này sẽ có tổng cung ha, max supply sẽ là 5 tỷ token, và cái circulating supply hiện tại là tầm là 250 triệu token. Thì nếu mà nhân thì chúng ta sẽ ra cái mức market cap là tầm
140 triệu đô thì mình đánh giá là một cái mức market cap cũng tương đối là cao ha. Vốn hóa pha loãng là gần 2,8 tỷ đô thì mặc dù là chưa có ra mắt tính năng, chưa có ra mắt app cũng như là chưa có chơi game được mọi thứ gì hết, nhưng mà cap đã lên hơn 100 triệu đô cũng như là vốn hóa pha loãng như thế này thì đây là một điểm mà mình đánh giá là thật sự là không cao đối với lại một cái dự án như thế này. Rồi thì về cái phần public sale ở trên DAOmaker thì anh em sẽ thấy là những người public sale thì họ mua với một cái giá rất là thấp luôn, là 0,0049, thì tính theo cái giá hiện tại là ROI đã ít hơn 100 lần rồi. Rất là kinh khủng luôn. Tuy nhiên thì những người public sale này thì họ chỉ mới được nhận được 10% token ở lúc mà TGE của dự án thôi, và 90% còn lại thì sẽ được khóa trong vòng là 3 tháng và sau đó thì sẽ được unlock hàng tháng với lại cái mức là 5% ha. Có một cái điểm đáng chú ý của dự án này là dự án này không có thông tin về những VC mà đã đầu tư vào dự án ha, mà họ chỉ có đội ngũ là partner, advisor với lại consultant thôi. Và theo như họ thì họ sẽ không có vòng private round và họ chỉ cho mọi người có cái cơ hội là cùng mua cái token này ở cái vòng public sale thôi. Ở đây về cái tokenomics của dự án này có một cái điểm cực kỳ là quan trọng dành cho anh em nào mà đang cân nhắc là mình mua cái token này á. Anh em để ý nè, là ở bên trang của DAOmaker á, nó có sẵn cái thông tin về lịch unlock token sắp tới của dự án. Ví dụ như là ở đây vào ngày 10 tháng 5 sắp tới nè, là sẽ unlock cái phần là staking liquidity rồi market maker incentive, nói chung là unlock một đống như thế này, và cái số token unlock là 50 triệu token. Anh em thấy một con số rất là kinh khủng luôn, nếu mà nhân với lại giá hiện tại là cái lực unlock ra nó có thể là gần 25 triệu đô ha, hơn 25 triệu đô. Rồi tiếp theo tới ngày 26 tháng 5 thì cũng sẽ unlock thêm 50 triệu token khác. Rồi trong ngày 26 tháng 5 đó thì cũng sẽ unlock ra thêm cái phần mining mutual này ha, cũng như là những cái chi phí về marketing, acquisition rồi licenses. Thì những cái này là những cái chung chung thôi, thật sự thì chúng ta là nhà đầu tư chúng ta cũng không biết được là những cái này là có phải là dùng cho những mục đích này hay không, và cái nguồn tiền unlock này nó sẽ đi về đâu và nó sẽ được sử dụng như thế nào. Thì bạn nào mà chúng ta quan tâm tới việc đầu tư thì các bạn nhớ để ý ha, tại vì cái lịch unlock của cái dự án này cũng khá là dày, từ tháng 5 cho tới tháng 6 sắp tới thì sẽ được unlock liên tục luôn, và mỗi lần unlock thì là vài chục triệu token, trong khi là giá một đồng hiện tại là đã gần chạm tới mức là 0,6 đô rồi, cũng như là gần lên 1 đô rồi, thì cái lực xả cho mỗi lần unlock này rất là lớn, cho nên anh em nhớ lưu ý. Cộng với lại cái việc là cái circulating chỉ có 250 triệu đô thôi, nhưng mà cái tổng thì lại là 5 tỷ token, dẫn tới cái vốn hóa được pha loãng là gần hơn 3 tỷ đô với một cái dự án mà chưa có app ha, chưa có sinh ra được cái dòng tiền từ user, mà mọi thứ nó chỉ đều nằm ở trên những cái white paper của dự án thôi. Thì thật sự là mình cũng không có đánh giá cao về cái dự án này ở thời điểm hiện tại. Rồi tuy nhiên á, thì nói đi cũng phải nói lại ha, là khi mà các bạn đầu tư á, mà chúng ta vẫn có lời thì cái việc đầu tư đó vẫn xem như là thành công. Thì các bạn thấy là những bạn nào mà chúng ta đầu tư vào đồng FitFi ở thời điểm mới list sàn cho tới hiện tại thì các bạn cũng đã hơn x2 tài khoản rồi. Và trong hôm qua thì giá của FitFi đã pump lên và phá đỉnh cũ rồi, hiện tại là tạo đỉnh mới là tầm gần 0,7 đô. Thì cái lý do mà tại sao một dự án FitFi chưa có sản phẩm như vậy mà khi vừa ra mắt lại pump mạnh như vậy thì có hai lý do chính. Thứ nhất đó là vì dự án này vẫn đang trong cái trend là move to earn. Thì các bạn thấy là khi mà thị trường crypto mà có một cái trend nào đó thì dòng tiền có thể là sẽ đổ sang đó rất nhiều, cho nên là cả cá mập hoặc là cá con thì họ sẽ sang họ FOMO cái đồng này. Thì đó là lý do thứ nhất là trong trend move to earn cho nên FitFi được pump. Cái lý do thứ hai là mình nghĩ là đồng FitFi này có đội market maker bơm giá ở đằng sau. Và theo quan sát của mình thì đội market maker chính của đồng FitFi này chính là sàn OKX. Thì có hai lý do. Hai lý do thứ nhất đó là sàn OKX là một trong những sàn đầu tiên mà list cái đồng FitFi này lên. Và lý do thứ hai là như ở đây anh em thấy nè, một CEO của sàn và tweet về một cái dự án. Thì cái điều này rất là dễ gây FOMO cho cộng đồng ha. Thì nếu mà dự án đó không có mối quan hệ mật thiết với lại sàn đó thì chắc chắn là CEO họ sẽ không tweet trực tiếp một cái token nào của dự án đó cả. Cho nên mình nghĩ là đồng FitFi này có market maker ha, và chính là OKX đứng đằng sau để bơm giá token này lên.
Ok, thì như mình nói tới thời điểm hiện tại thì dự án chưa có ra mắt sản phẩm cho nên mình chưa thể đánh giá được một cách tổng quan, nhưng mà nhìn về mặt tokenomics cũng như là cái lượng mà unlock token thì khá là nguy hiểm dành cho những bạn nào mà chúng ta vào ở thời điểm này, cho nên các bạn nhớ lưu ý ha. Còn khi nào mà dự án ra mắt app rồi và cho người dùng chơi game rồi thì các bạn có thể để ý follow và xem là chơi nó có hay hay không và các bạn có thể kiếm được tiền hay không, thì chúng ta có thể xem cơ hội ở đó. Còn hiện tại thì theo góc nhìn của mình thì mình sẽ không đầu tư vào dự án này ở cái thời điểm hiện tại. Rồi ha, thì như vậy là mình sẽ kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Nếu mà các bạn thấy video này kết thì các bạn nhớ là ấn nút like cũng như là đăng ký kênh YouTube của Dom Series và tham gia vào channel trên Telegram để không bỏ lỡ những cập nhật mới nhất từ mình nha. Rồi, chào tạm biệt mọi người.